cảnh sát chìm bảo vệ an ninh tại quảng trường Nguyễn Huệ, phố đi bộ đầu tiên của Việt Nam. Tân Hoa Xã hôm 4 tháng 5 dẫn lời một quan chức cảnh sát địa phương tường thuật rằng, ngoài việc thiết đặt các camera an ninh tại quảng trường Nguyễn Huệ, cảnh sát đặc biệt mặc thường phục sẽ tuần tiễu dọc theo đường này ở quận 1 để bảo đảm an ninh và trật tự cho phố đi bộ đầu tiên của Việt Nam. Theo nguồn tin này, các máy quay hình và cảnh sát chìm sẽ ngăn chặn các vụ ăn cắp tài sản hoặc cướp giật khách bộ hành trên đường Nguyễn Huệ vừa được chính thức khai trương hôm 29 tháng 4, một ngày trước kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam gọi là ngày thống nhất đất nước. Bản tin của Tân Hoa Xã dẫn lời Thượng tá Nguyễn Sĩ Quang, trưởng phòng tham mưu công an thành phố, phát biểu tại một cuộc họp báo khi ông loan báo tình hình an ninh trật tự tại thành phố trong những ngày lễ lớn và dịp lễ lao động ngày 1 tháng 5 vừa qua. Thượng tá Nguyễn Sĩ Quang nói rằng, đảm bảo trật tự, sự an toàn của dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ là một nhiệm vụ nặng nề của lực lượng công an thành phố, bởi vì con đường này là tuyến đường có nhiều du khách trong nước cũng như nước ngoài và của cư dân thành phố. Nhiều kiến trúc hai bên đường được coi là có ý nghĩa lịch sử hoặc chính trị. Ông cho biết là công an thành phố sẽ thiết đặt thêm nhiều camera an ninh tại quảng trường mới. Vẫn theo quan chức này, thì trong các ngày lễ kéo dài một tuần chấm dứt vào ngày 1 tháng 5, đã xảy ra 76 vụ hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, giảm 4 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo chí trong nước, dự án Tân Trang và xây dựng đường Nguyễn Huệ, thành phố đi bộ có kinh phí tổng cộng lên tới khoảng 430 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 640 mét và chiều rộng 464 mét. Mặt đường và hè phố đều được lót đá, được coi là để mừng kỷ niệm 40 năm từ ngày thống nhất đất nước.